Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo Daily Mail ngày 16 tháng 4. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã được cảnh báo về việc không quân Anh cần bổ sung chiến đấu cơ để bảo đảm an ninh quốc gia. Cảnh báo trên được đưa ra sau khi 4 chiến đấu cơ Typhoon nhận nhiệm vụ bảo vệ không phận NATO, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương phải di chuyển đến Trung Đông để hỗ trợ Israel đối phó cuộc tấn công vừa qua của Iran. Trước đó vài ngày, nhóm chiến đấu cơ này cũng được huy động để tham gia kế hoạch quân sự trên Biển Đen. Nhưng diễn biến trên làm dễ lên lo ngại phi đội bay của không quân Hoàng gia Anh RAF đang trong tình trạng quá mỏng một lỗ hổng an ninh mà các quốc gia thù địch có thể khai thác để chống lại Anh. Trong khi đó, tại Westminster, Thủ tướng Sunak nhận một loạt chỉ trích vì quyết định bị mô tả là không thể hiểu nổi, khiến năng lực tác chiến của RAF suy giảm. Cụ thể, đến năm 2025, 30 trong tổng số 137 trên đầu cơ Typhoon của Anh sẽ được đưa ra khỏi biên chế, sớm hơn vài năm so với thời điểm nghỉ hưu được ấn định ban đầu. Theo Daily Mail, đây là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tiết kiệm chi phí. Cựu nhân viên tình báo Anh Philip Ingram nhận xét, sử dụng chiến đấu cơ Typhoon đang thực hiện sứ mệnh NATO là một dấu hiệu cho thấy chúng ta hiện gặp phải những vấn đề lớn hơn rất nhiều. Đó là mượn máy bay ở sứ mệnh này để phục vụ sứ mệnh kia. Điều này chứng tỏ chúng ta thiếu máy bay. RAF cần được bổ sung chiến đấu cơ, phi công chiến đấu và vũ khí, cho đến khi xung đột nổ ra thì đã quá muộn. Không chỉ không quân, khó khăn còn là tình trạng chung của quân đội Hoàng gia Anh. Cụ thể, ủy ban quốc phòng của hạ viện anh mới đây đã công bố kết quả cuộc ra soát toàn diện khả năng tác chiến của quân đội nước này bản báo cáo thẳng thắn thừa nhận rằng quân đội anh đang mắc vào một vòng tròn luân quần thiếu ngân sách khiến các trang thiết bị khí tài không được bảo dưỡng hay xăm mới mà sĩ quan cũng không được huấn luyện sử dụng vũ khí một cách bài bản trong khi đó việc liên tục phải triển khai diễn tập hoặc thực chiến khiến các hệ thống vũ khí nhanh hỏng hóc từ đó tăng thêm gánh nặng về ngân sách lý do lớn nhất cho sự trì trệ kể trên là thiếu ngân sách Văn phòng Kiểm toán Quốc gia NATO thuộc chính phủ Anh cho biết, quân đội nước này cần khoảng 305,5 tỷ bảng chỉ để mua sắm trang thiết bị khí tài mới trong giai đoạn 2023-2033, vượt 16,9 tỷ bảng so với mức ngân sách đã được thông qua. Cần nhớ rằng từ năm 2020 đến nay, năm nào ngân sách chi cho quốc phòng của Anh cũng tăng để đáp ứng yêu cầu đạt 2% GDP của NATO. Hiện nay, Anh là nước Tây Âu chi nhiều cho quân đội nhất, nhưng từng đó vẫn là chưa đủ. NATO cho biết, đến ngày 1 tháng 5 ngân sách quốc phòng năm của Anh được chi vào kho vũ khí hạt nhân. Chi phí bảo trì các tên lửa, trạm phóng, tổng gầm hạt nhân đã tăng 62% chỉ trong vòng một năm giữa những lần NATO kiểm tra. Các bộ phận khác của quân đội Anh đang buộc phải hy sinh ngân sách và khả năng tác chiến để duy trì hệ thống vũ khí hạt nhân. Đấy là chưa kể khoản tiền dự chi cho việc thay mới vũ khí hạt nhân. Khoản này dự kiến chiếm tới 34% ngân sách quốc phòng của Anh trong vòng 10 năm tới. Theo trang Business Insider, Michel Crisey, nhà nghiên cứu chính sách cấp cao tại đơn vị tư vấn RAND có trụ sở tại Mỹ, đã mô tả trong một bài bình luận rằng một cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông có thể tác động đến Nga như thế nào. Grise viết, mặc dù người ta lập luận rằng Moscow được hưởng lợi từ sự hỗn loạn ở Trung Đông, chuyển hướng sự chú ý và nguồn lực của phương Tây khỏi Ukraine, nhưng họ sẽ mất rất nhiều nếu xung đột israel hamas gia tăng thành một cuộc chiến rộng lớn hơn. Theo Grise, Iran hiện là nhà cung cấp quân sự quan trọng cho Nga, một hạm đội ma của Iran cũng đã vận chuyển dầu Nga đi khắp thế giới kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu, giúp duy trì nguồn thu từ dầu mỏ của Moscow. Nhưng nếu Iran bị lôi kéo vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn, nước này sẽ không thể cung cấp mức hỗ trợ tương tự cho Nga. Theo tác giả Krise, mặc dù Nga đang vướng vào cuộc giao tranh với Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin vẫn cố gắng khẳng định mình là trung gian hòa giải tiềm năng ở Trung Đông trong bối cảnh cuộc xung đột israel hamas Nhưng kế hoạch của Tổng thống Putin có thể thất bại nếu xung đột lan rộng ra khắp khu vực vì Bắc Kinh cũng đang cố gắng đóng vai trò hòa giải. Điều này đặc biệt đúng vì Bắc Kinh đã đạt được kết quả vào tháng 3 năm ngoái, giúp giảm căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và Iran, như Grise lưu ý. Grise nhận định, vì nền kinh tế bị trừng phạt nặng nề của Nga vốn đã phụ thuộc vào Trung Quốc, nước này sẽ càng dễ bị ảnh hưởng bởi những sáng kiến bất chợt của Bắc Kinh nếu Moscow không thể duy trì ảnh hưởng toàn cầu mà họ vốn có. Trước đó, theo các chuyên gia Trung Quốc, căng thẳng gia tăng giữa Iran và Israel cũng bộc lộ sự khác biệt ngày càng gia tăng giữa Israel và Mỹ các hành động đơn phương của Israel đã gây ảnh hưởng tới chiến lược của Mỹ ở Trung Đông và bất đồng được dự báo sẽ càng gia tăng khi các vướng mắc như xung đột Israel Hamas chưa được giải quyết. Ông Đại Bình, đại diện phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế tối đa. Nếu ngọn lửa xung đột ở Gaza tiếp tục bùng phát thì bất lợi sẽ còn lan rộng hơn nữa, khiến khu vực càng trở nên bất ổn hơn. Ngoài ra, đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Trung Đông Zayun đã gặp đại sứ Israel tại Trung Quốc Irit Ben Abba Vitale. Ông Zay nói Trung Quốc tin rằng việc đổ máu trong xung đột không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào. Tất cả các bên liên quan nên duy trì sự bình tĩnh và kiềm chế tối đa. Ông Lưu Dông Hinh, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Đông thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc tế ở Thượng Hải, Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu rằng đây là lần đầu tiên Israel hứng chịu cuộc tấn công tầm xa kể từ khi quốc gia thành lập. Điều này đã khiến giới lãnh đạo Israel cực kỳ tức giận. Do đó, khi Israel nói sẽ đáp trả, thì rất có khả năng điều này sẽ xảy ra. Ông Lưu nhận định, xu hướng Israel và Iran giáng đòn tấn công mang tính chất ăn miếng trả miếng là khó tránh khỏi. Ông Lưu nói. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Zvezda, Trung tướng Andrei Semenov, người đứng đầu lực lượng phòng không và tên lửa cho biết, Nga đã triển khai hơn 50 phương tiện chiến đấu Panzer ở Moscow và các khu vực xung quanh để chống lại máy bay không người lái cũng như tên lửa, phương tiện tác chiến điện tử của Ukraine. Theo ông Andrei Semenov, là một phần trong chiến lược phòng thủ, quân đội Nga cũng đã triển khai một số lượng lớn các trạm quan sát trực quan. Trước đó vào đầu tháng này, truyền thông Ukraine đưa tin quân đội Nga đã bắt đầu triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 và hệ thống pháo phòng không Panzer S-1 để bảo vệ cầu Crimea. Được phát triển từ những năm 1990 và đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2003, Panzer S-1 được trang bị hai pháo 30mm và 12 ống phóng tên lửa phòng không bắn 18 km. Panzer S1 có thể phát hiện và đối phó tên lửa rocket, trực thăng cũng như các loại máy bay không người lái UAV mà Ukraina thường dùng để trinh sát hoặc tấn công cảm tử. Tổ hợp Panzer có một camera ảnh nhiệt cho phép xạ thủ phát hiện liệu vỏ nhựa của UAV có gắn thuốc nổ và kíp hay không. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các kíp vận hành Panzer trong mỗi ca chiến đấu đều phát hiện và tiêu diệt nhiều mục tiêu. Kênh Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Ukraine săn lùng các tổ hợp Panzer do chúng đạt hiệu quả 100% trên chiến trường. Không chỉ trên bộ, nhằm bảo vệ các tàu chiến của mình trước những đòn tấn công từ Ukraine, Nga cũng triển khai hệ thống phòng không Panzer nổi tiếng trên những lớp tàu chiến mới. Lần đầu tiên hệ thống pháo phòng không và tên lửa đất đối không Panzer được triển khai trên tàu hải quân của Nga, bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow của quân đội Ukraine. Cụ thể, ông Oleg Ryazantsev, giám đốc công ty cổ phần quốc phòng High Precision Systems thuộc tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga đã xác nhận lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không hải quân Pantsir-M đánh chặn thành công tên lửa hành trình tàng hình Storm Shadow trên chiến trường Ukraine. Ông Ria chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Zvezda, kênh truyền hình chính thức của Bộ Quốc phòng Nga rằng một tàu chiến Nga đang làm nhiệm vụ đã phát hiện và đánh chặn kịp thời tên lửa Storm Shadow của Ukraine. Đây là lần đầu tiên hệ thống phòng không Pantsir-M giành được thắng lợi trong kế hoạch quân sự. Ông Olek Ria cho biết thêm, Storm Shadow là mẫu tên lửa hành trình tàng hình là một loại vũ khí quan trọng mà phương Tây cung cấp và đang được lực lượng Ukraine sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên với thiết kế đặc biệt, hệ thống Panzer có đủ khả năng để chống lại mối đe dọa này. Theo Sputnik, ông Ria không nói rõ chi tiết vụ việc, kể cả thời điểm bắn hạ tên lửa Storm Shadow và danh tính của chiếc tàu chiến nga có liên quan. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ phương Tây hạm đội biển đen của Nga chỉ có tàu chiến tên lửa cỡ nhỏ The lớp Karakurt là tàu chiến duy nhất được trang bị hệ thống phòng không Panzer. -M. Hãng Reuters dẫn lời bốn người nắm rõ sự việc cho biết Nga và Ukraine đã thực hiện nhiều cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Hồi tháng 3, hai nước đã đạt được thỏa thuận về đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải thương mại ở Biển Đen mặc dù ukraine không muốn ký chính thức nhưng nước này đã đồng ý để tổng thống thổ nhĩ kỳ công bố thông tin và thỏa thuận sẽ có hiệu lực ngay lập tức tuy nhiên vào phút cuối ukraine đã bất ngờ rút lui và thỏa thuận bị hủy bỏ các nguồn tin cho biết hiện nga và ukraine thổ nhĩ kỳ đều từ chối bình luận về thông tin trên tới giờ vẫn chưa rõ tại sao ukraine rút lui vào phút chót những người tiết lộ thông tin nói với reuters rằng họ không biết điều gì khiến kiev quyết định như vậy trước đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky nói nếu nước này không nhận được viện trợ quân sự mới của mỹ họ sẽ không thể bảo vệ hành lang vận chuyển biển đen các cuộc đàm phán về thỏa thuận vận chuyển trước đây chưa từng được hé lộ tuy nhiên nó đưa ra một cái nhìn thoáng qua về chính sách ngoại giao thầm lặng đang diễn ra sau cánh cửa đóng kín nhằm đưa hai bên tham gia xung đột vào bàn đàm phán ban đầu chỉ là về vận chuyển thương mại khi được yêu cầu bình luận về bài báo của reuters người phát ngôn liên hợp quốc stefan dujaric nói chúng tôi vẫn hy vọng rằng tự do hàng hải ở Biển Đen sẽ chiếm ưu thế. Theo dự thảo thỏa thuận, cả Nga và Ukraine đều phải đưa ra các đảm bảo an ninh cho các tàu thương mại ở Biển Đen, cam kết không tấn công, bắt giữ hoặc khám xét. Phát biểu với các phóng viên hồi đầu năm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phủ nhận việc Moscow từng tấn công tàu Ukraine ở Biển Đen trong thời gian thỏa thuận ngũ cốc. Ông nói, một trong những lý do khiến Moscow Công quay trở lại sáng kiến ngũ cốc biển đen là việc Kiev lạm dụng tuyến đường vận chuyển trong suốt thỏa thuận. Ông Lavrov tuyên bố người Ukraine đã sử dụng những lối đi an toàn tự do này để phóng vũ khí của họ dưới dạng máy bay không người lái của Hải quân, gây thiệt hại cho các tàu và cảng của Nga. Ông nói thêm, theo thỏa thuận cũ, chỉ có 3% số ngũ cốc được vận chuyển của Ukraine đến các quốc gia trong danh sách các quốc gia có nhu cầu lớn nhất của chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Kể từ đó, Moscow đã quyên góp 200.000 tấn ngũ cốc cho 6 quốc gia châu Phi với lô hàng cuối cùng đến tháng 1 năm nay.